cái kênh Nguyễn Vlog, người Long An, cuộc sống người Long An. Hôm nay mình về nhà các bạn, về nhà mình các bạn, bé đang ngủ thôi, bé với dạy đang ngủ kìa. Hôm nay về trễ quá, về hơi tối. Dạ, dạ mình làm bóp, mình hỏi về ghê chưa. Đây nhà mình đây các bạn, đây chỗ rửa cái pha sữa cho bé rồi. Đây là nhà trước các bạn, đây là tủ thờ các bạn, và hậu đó. Tại vì cái xe này xưa nữa các bạn. Đồng hồ nó chết rồi, nó chạy lại. Đại đoàn này một đống nữa. Chưa có dọn được các bạn. Đây ngoài trước này tóc vui mà. Hôm nào bé về mấy mà bé cũng ngon ghê luôn. Đây khu nhà bếp đây các bạn. Lên nhà trước chơi thôi. Có chiếc xe đạp là mặt tin nữa các bạn. Cột đấy hổm mà không ai chưa, không ai chạy á. Em mở tivi xem coi. Em mở tivi ra nè. Thôi tắt đi. Này như là đèn đẹp mà cúng thầy lên đó rồi. Thôi xin chào nha, hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Vlog. Nhớ đăng ký kênh hơn nhé các bạn. Cảm ơn bạn, chào các bạn.